Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2022 nhằm kích cầu khôi phục hoạt động du lịch sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh. Đây cũng là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Thái Nguyên tới bạn bè du khách trong và ngoài nước. Chủ đề mùa du lịch Thái Nguyên 2022 là khám phá vùng đất huyền thoại. Đến đây du khách có thể tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng hơn 1.000 di tích lịch sử. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 đón hơn 3 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Và việc thúc đẩy các mô hình liên kết là một trong những giải pháp để Thái Nguyên nắm bắt thời cơ và khôi phục du lịch sau 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19. Tại sự kiện, nhiều sản phẩm du lịch đã được trưng bày, thu hút sự quan tâm của các du khách. Tôi cảm thấy năm nay Thái Nguyên có một sự đổi mới rất là lớn, mang lại những điều khác biệt. Trong những năm trước tôi đã đến đây, Thái Nguyên là một vùng đất và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển về du lịch. 3 tháng vừa rồi thì chúng tôi đã có những cái đoàn khách đầu tiên đi du lịch trong nước, và đặc biệt là có rất nhiều khách đã quan tâm đến các cái chương trình du lịch của Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đang xây dựng những cái chương trình, những cái sản phẩm tour du lịch để đưa khách từ các cái tỉnh thành khác đến với Thái Nguyên trong cái chuỗi liên kết phát triển du lịch các cái vùng. Tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai các giải pháp để khôi phục và phát triển du lịch của tỉnh, cùng với việc triển khai chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết hợp với các ngành, địa phương để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào các hạ tầng du lịch và các điểm đến trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch của tỉnh, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch, chuẩn bị các cái dịch vụ tốt nhất và các cái điều kiện để đón du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là dòng khách nội địa trong dịp mở đầu cái mùa du lịch này, với những sản phẩm du lịch của địa phương mang đậm nét văn hóa và các cái sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch lịch sử của địa phương. Thái Nguyên đặt mục tiêu năm 2025 đạt tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng một năm và phấn đấu đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.